Cũng liên quan đến đội tuyển Đan Mạch, tối 8 tháng 7, UEFA đã ra thông báo quyết định mở cuộc điều tra vụ Schmeichel bị chiếu tia laser trong trận bán kết thứ 2 Euro 2020. Ngoài ra, phía Anh còn bị cáo buộc vì gây rối loạn trong lúc Đan Mạch hát quốc ca cũng như đốt pháo sáng trên sân Wembley. Rất có thể, đội tuyển Anh sẽ phải nhận một án phạt bổ sung sau khi Euro kết thúc. Liên đoàn bóng đá Nga đã đưa ra quyết định sa thải với huấn luyện viên Stanislav Cherchesov sau khi đội tuyển xứ Bạch Dương không đạt chỉ tiêu đề ra tại Euro 2020. Từng là thủ môn của đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm này từng được ca ngợi như một anh hùng dân tộc tại World Cup 2018 vì đã dẫn dắt Nga đạt được thành tích tốt nhất mọi thời đại. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Nga sẽ bắt đầu tìm kiếm các ứng viên cho chức vụ huấn luyện viên trưởng để chuẩn bị cho đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, RFS không cho biết ai có thể là ứng viên cho chiếc ghế nóng này. Trong khi đó, huấn luyện viên Jose Mourinho đã chính thức ra mắt thủ đô Italia để dẫn dắt Roma. Người đặc biệt đã bắt tay vào công tác chuẩn bị trước mùa giải mới và ông đã có một buổi họp báo đúng với tính chất đặc biệt của mình. Tôi đã giành 3 danh hiệu tại Man United và điều đó được xem như thảm họa. Tôi đã đưa Tottenham vào chung kết một giải đấu cúp nhưng không được chơi và cũng bị xem như là thảm họa. Tôi chẳng còn gì để nói. Ở 3 câu lạc bộ gần nhất, tôi vô địch quốc nội cùng Chelsea, giành 3 cúp ở Man United và đưa Tottenham vào chung kết, cán đích ở vị trí thứ 6, vị trí dự Europa League. Điều được cho là thảm họa với tôi là những gì người khác không bao giờ làm được. Xin lỗi nha, tôi muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì sự chào đón ấm áp này. Đó là điều mà tôi chưa từng nhận được. Tôi muốn cảm ơn câu lạc bộ bởi tôi rất ấn tượng với màn tiếp đón. Trong khi đó tại Pháp, Achraf Hakimi cũng đã có màn ra mắt tại Paris Saint-Germain. Hậu vệ phải người Maroc gia nhập PSG với giá 71 triệu euro. Anh cũng trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử và là bản hợp đồng đắt thứ 3 của đội bóng. Cầu thủ người Maroc đã ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân công viên các hoàng tử, đồng thời nhận mức lương 8 triệu euro mỗi năm. Anh sẽ mặc áo số 2 tại câu lạc bộ mới. Tại Tây Ban Nha, các cầu thủ Real Madrid đang tập luyện với một thiết bị đặc biệt. Chiếc mặt nạ này có tác dụng cung cấp lượng oxy với nồng độ cao nhằm giúp các cầu thủ có thêm sức chịu đựng với các bài kiểm tra thể lực khắc nghiệt. Đây là một phần trong kế hoạch rèn luyện thể lực của ban huấn luyện với các cầu thủ trước khi mùa giải khởi tranh. Trong khi đó, cựu tuyển thủ quốc gia Đức Lukas Podolski mới đây đã ký hợp đồng với câu lạc bộ thời niên thiếu của mình là Górnik Zabrze, một đội bóng của Ba Lan. Dù là cầu thủ Đức, nhưng Podolski được sinh ra tại Juwais, một thành phố nhỏ của Ba Lan nằm sát nước Đức. Podolski từng có 130 trận đấu cho đội tuyển quốc gia Đức và từng vô địch World Cup 2014. Hợp đồng của Podolski với Górnik Zabrze có thời hạn 1 năm và khi hết hợp đồng này, Podolski sẽ chính thức giải nghệ.